tham quan trang trại Thu. Xong rồi mình tiếp tục tham quan trang trại khác. Đừng đi hơn Thanh Dung. Trang trại cầu treo suối thiên nhiên. Sau khi cho Hu ăn tôm đã buồn ngủ, mệt mỏi quá rồi. Đường đi rất mát. Ngày xưa chỉ có cái này á, xuống tắm xuống này này. Đi thắt bút phía sau kia luôn. Dám đi chứ, nó có trắng hai bên mà. Chừng nào cầu mình nó có trắng hai bên, nó lỏng lẻo quá. Cái chữ phía trước là chữ gì dịch ra, phiên dịch ra anh? Trang trại áp ba. Không biết, gặp lại sâu quê. Ở đây, cho em đó, chút xíu sau này cũng có. Em giới thiệu cái này nè. Ừ. Bên đó là gì? Nước đang chảy ra là gì? Nước thiên nhiên. Nước thiên nhiên nha. Nóng không anh? Không. Không nóng. Mình sẽ quay một xíu nước đi. Đẹp lắm. Nước thiên nhiên. Tắm ở đây. Đi túc xí cho cái con dưới kia luôn. Đi là đi như thế nào? Đi trên đây xuống hả? Từ đây xuống luôn. Xuống túc dưới kia luôn. Dưới kia cũng có một cây khác đây. Mấy người xuống. Mà đá quá ha. Giờ đâu ai đi xuống đây nữa. Đẹp nha. Bây giờ mình chuẩn bị lên cầu nè. Bây giờ mình di chuyển lên cầu. Tên cái thác nè, tên buồn mà đi ở đây rất là hữu tình nha, thiên nhiên. Ai thức tình có thể nhảy cầu mà không chết. Đó. Rất là đẹp. Thế rồi. Đó.
đây coi trang trại. Đây là trang trại nè, đường đi trang trại nè. Nhưng mà mình không biết cái đường đi này là đường đi lên đâu mà. Đi lên đó kìa. Hả? Này khu gạch cho cho chơi mạo hiểm. Đó, cái này là đi dành chơi trò chơi mạo hiểm là phải lên cao, thật là cao nằm cái đường đi rất là ngắn, dốc quá. Dốc quá. Thôi. Đi hả mẹ nè. Đi. Ảnh lên đi anh. Đi cái cầu lắc mà lên tới đây là mình muốn lắc theo luôn. Đội lên. Điểm đáp là đáp tới ở ngoài gần cái cổng. Cũng xa đó. Sợi dây điện. Trồng rau rồi không mà anh? Có cái con gì đâu? Mày đang chạy trồng rau mà. Con gì anh? Rau hồng tơi. Mày đang chạy. À, người ta đang chơi trò chơi mạo hiểm. Trồng rau không mà không có con gì cho tôm coi hết. Ra đi. Xe chở lên đỉnh luôn hả anh? Vọ lên hả? Trời ơi, đường dốc dễ sợ. Hồi nãy anh coi bảng giá lên đó là bao nhiêu tiền một à, chuột thì thôi trăm mấy ngàn.
còn chỗ nào đúng không anh? Rồi, quay lại. Mình quay lại là đi ra luôn hả? Quay lại đi hướng kia nữa. À, đi hướng kia, mình đi hướng khác nha. Giờ mình tắt máy.